Để làm món ngan giả cầy này, chúng ta sẽ chuẩn bị một số gia vị thông thường như là ngũ vị hương, cà ri, sả, lá mơ, mắm tôm, mẻ, riềng, ớt và một con ngan là khoảng một ký mấy, 2 ký gì đấy. Và một số gia vị thông thường chẳng hạn như là đường, bột ngọt, nước mắm, tiêu. Đầu tiên là chúng ta sẽ khò cho cái da của con ngan nó được săn chắc lại và nó hơi cháy vàng. Sau khi chúng ta sẽ thui nó vàng như thế này, chúng ta sẽ cạo những cái chỗ đen đi và chúng ta sẽ rửa lại. Chúng ta chỉ cạo sơ thôi, những chỗ nào bị đen thì chúng ta sẽ cạo sơ thôi. Các bạn chuẩn bị một trái dừa như thế này để chúng ta là cắt lấy cái nước dừa để chúng ta nấu cho nó ngọt thơm nước hơn. Nếu như các bạn nấu bằng nước thường thì cũng được, tuy nhiên thì chắc chắn là nó sẽ không có ngon thơm bằng là cái nước của trái dừa. Bạn chuẩn bị cho mình là khoảng một củ tỏi và 2 củ hành tím. Chúng ta sẽ băm nhuyễn ra. Sả thì chúng ta sẽ đập dập và băm nhuyễn khoảng 10 tép. Còn riềng thì chúng ta sẽ sắc sợi như thế này, thì khi chúng ta ăn kèm với thịt thì nó sẽ dễ gấp hơn. Ớt thì chúng ta cũng sẽ là băm nhuyễn ra như thế này luôn. Ngan thì chúng ta sẽ chặt một miếng nó khoảng như thế này. Nếu như các bạn muốn cho nó giống, nó dễ lừa người khác đó, thì các bạn bỏ cái chân, cái cánh và cái đầu, cái cổ ra. Còn không thì chúng ta sẽ nấu tất cả luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là ướp cái ngan. Các bạn có thể bỏ một cái thau vào một cái thau hoặc một cái nồi gì cũng được. Chúng ta sẽ nêm nếm. Muối thì mình sẽ sử dụng là khoảng một muỗng lưng nhỏ như thế này, nó tương đương với là nửa muỗng canh. Bột ngọt nửa muỗng canh. Hạt nêm thì chúng ta sẽ sử dụng là khoảng một muỗng rưỡi canh hạt nêm, 3 muỗng nhỏ này. Đường thì chúng ta sử dụng là khoảng là 1 muỗng canh đường. Nước mắm thì mình sẽ dùng là khoảng 2 muỗng canh nước mắm. Cái này thì chúng ta chỉ nêm tương đối thôi, để ướp thôi, vì lát nữa đằng nào thì chúng ta cũng sẽ nêm nếm lại. Rồi, mẻ, với mẻ thì các bạn có thể dùng là khoảng 4 muỗng mẻ.
4 muỗng canh mẻ, khoảng khoảng thôi chứ không cần phải chính xác. Món tôm thì chúng ta sẽ dùng 2 muỗng. Hai muỗng canh mắm tôm. Chúng ta sẽ bỏ cái phần riền đã sắc vào, sả đã băm vào. Riền thì chừa một ít riền sống để chúng ta ăn kèm nếu bạn nào thích. Rồi, ớt băm vào, tỏi băm, hành băm thì chúng ta sẽ chừa lại một chút xíu để chúng ta phi. Chúng ta sẽ chừa lại một chút tỏi băm, hành băm như thế này. Rồi, tất cả ngũ vị hương cà ri chúng ta sẽ bỏ hết hai bịch vào luôn. Ngũ vị hương và cà ri thì các bạn có thể sử dụng cái loại bột hoặc nước, nhưng mà dùng cái loại nước này thì nó sẽ dễ trộn đều hơn so với cái bột. Rồi, cà ri, ngũ vị hương mỗi thứ một gói như thế này. Chúng ta sẽ trộn đều và ướp cho nó thấm gia vị. Thì thời gian nó để nó thấm gia vị là nó khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng. Cái lúc trộn này thì cái mùi thơm nó bốc lên rất là giống với cái mùi thịt cầy. Sau khi trộn xong thì chúng ta sẽ đậy lại và chờ khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Sau khi thịt đã ngấm rồi chúng ta sẽ tiến hành nấu. Các bạn bắt một cái chảo nóng lên và chúng ta cho dầu ăn vào. Để cho dầu ăn nóng thì chúng ta sẽ bỏ cái phần hành tỏi mà chúng ta đã băm vào. Sẽ đổ phần thịt ngan để ướp vào. Trộn đều. Ở bước này thì chúng ta nấu khoảng 5 đến 7 phút. Lâu lâu các bạn phải đảo sơ để cho thịt nó chín đều. Các bạn cũng có thể là đậy nắp lại. Khi nấu khoảng 5-7 phút thì cho thịt nó săn lại rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đổ nước dừa. Cái bước xào này thì các bạn có thể dùng lửa vừa thôi chứ
không dùng lửa to quá thì để tránh nó bị cháy và nó khô nước. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là đổ nước dừa vào. Nước dừa thì các bạn có thể là đổ ngập miếng thịt như thế này, và chúng ta sẽ nấu cái nửa lửa cho nó thiệt lớn để cho nó sôi. Các bạn có thể đậy nắp lại như thế này để cho nó mau sôi. Nó đã sôi rồi thì các bạn có thể là nhỏ lửa lại để chúng ta nấu cho nó riu riu. Lâu lâu thì các bạn có thể đảo sơ qua một chút để cho nó đều, nó được chín đều. Rồi. Bước này thì các bạn có thể là nêm nếm sơ xem nó vừa ăn chưa. Mình sẽ cho thêm một chút nước mắm. Bước này thì các bạn không nên là nêm mặn quá, bởi vì nước nó rút lại thì nó sẽ mặn, nó sẽ vừa. Và một muỗng bột ngọt. Một muỗng đường. Chúng ta sẽ trộn đều lên lần nữa. Và đậy nắp. Chúng ta sẽ nấu đến khi nào cái nước nó sền sệt lại. Sau khi nước nó đã keo lại như thế này rồi thì các bạn có thể là tắt lửa được rồi. Tùy vào chúng ta muốn ăn nhiều nước hay ít nước thì các bạn có thể là để cho nó nhiều nước một chút xíu cũng được. Xong xuôi thì chúng ta sẽ rắc vào một chút tiêu cho nó thơm. Công việc còn lại của chúng ta chỉ là múc vào tô và thưởng thức cùng gia đình thôi. Với món này thì khi ăn các bạn có thể ăn kèm với bún. Và chúng ta sẽ ăn chung với là lá mơ, riềng sống, sả sống, sả cây. Rồi, bạn nào thích ăn với nước mắm thì ăn, mà thích ăn với chấm với mắm tôm tương tự như thịt cầy thì ăn. Chúc các bạn thành công với cái món ăn này và đừng quên like, share video nếu cảm thấy hữu ích. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.